Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Đây là một channel mà anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah. Và cái số ngày hôm nay nó được xuất phát một cách rất là ngẫu hứng, rất là ngẫu nhiên thôi. Tức là vào một ngày đẹp trời, anh có đăng một cái bài, một cái ý tưởng sáng tạo về quảng cáo ở trên page Bóng Đen, thì có nhận được một cái comment của một bạn fan ấy. Thì bạn có nói là: "Wow, em đã nghe podcast của Bóng Đen một thời gian dài và em rất là thích, em nghe trên Voice FM đấy, và anh Bóng Đen có thể cho em một cái lời góp ý, bởi vì em là một người học trái ngành nhưng mà em lại muốn làm cái ngành này thì phải làm sao?" Thì lúc đó anh Bóng Đen cũng trả lời là: "Wow, cái đây là một cái chủ đề rất hay và anh sẽ làm một cái số podcast để nói về cái điều này." Ok, và cái chủ đề ngày hôm nay, thay vì là anh sẽ cho em một cái lời khuyên vân vân, thì anh sẽ cho em 9 câu thần chú dành cho dân trái ngành. Ok, let's go. Yeah, trước khi bắt đầu thì như thường lệ thì anh Bóng Đen cũng sẽ kể chuyện cho tụi em nghe. Thì thực ra cái ngành về truyền thông quảng cáo, truyền thông sáng tạo á, thì để mà nói là dân trái ngành làm nhiều hay không á, thì theo như cái kinh nghiệm của anh và cái sự gặp gỡ của anh á, theo cái sự hiểu biết của anh cũng như là những cái mối quan hệ trong ngành của anh, thì anh thấy là nhiều đó. Anh thấy là nhiều chứ không ít đâu. Có những người chị mà anh biết làm cũng 5-10 năm trong nghề, làm creative nha, làm planner, mà xuất phát là học trường gì tụi em biết không? Học trường Nông Lâm ấy. Học một cái ngành không liên quan, học về cái gì mà liên quan tới rừng cây rồi cái gì gì á, mà cuối cùng cũng ra làm creative như đúng rồi luôn, mà rất giỏi nha, rất giỏi nha, không phải là đơn giản đâu. Rồi có những người anh mà đến tận bây giờ anh cũng làm account director cho một số cái agency rất là lớn, có tiếng tăm, mà không phải một anh đâu mà đến vài ba anh luôn. Mình thấy cũng nhiều chứ không ít đâu. Người thì xuất phát từ ngân hàng này đấy, người thì xuất phát từ từ bách khoa này. Trời ơi, mình cũng không hiểu sao tự nhiên lại đang đi xong tự nhiên lại quẹo qua bên cái ngành này, rồi cũng chả hiểu mà rất thành công tới tận bây giờ luôn. Nhiều khi mình nghĩ đôi khi nó cũng là cái duyên rồi tụi em. Rồi sư phụ của anh thì cũng học từ công nghệ ra đấy, mà tự nhiên không hiểu sao lại rất thành công. Rồi có một người chị, thì chị này làm PR nhá, thì hồi xưa là chị biết, tụi em biết chị làm nghề gì không? Chị làm tiếp viên hàng không đấy. Ấy, nhiều nhiều người, nhiều anh chị, nhiều đồng nghiệp của anh, thực ra họ cũng xuất phát điểm cũng không phải hoàn toàn 100% là học về ngành marketing hay là học về kinh doanh hay là học về khoa học xã hội nhân văn hay là học về báo chí gì hết á, không học về truyền thông luôn, mà lại làm cái nghề này mà họ theo đuổi rất là lâu, họ cũng thành công và đạt được một số thành tựu lớn trong ngành nữa. Cho nên á, cái điều đầu tiên qua những cái câu chuyện mà anh vừa kể, những cái case rất là thực tế như vậy á, thì anh muốn nói với tụi em một điều á, đó là trái ngành mà làm trong nghề này thì cũng được, không vấn đề gì hết, đừng có lo. Và trái ngành cũng có thể gặt được trái ngọt. Đó là cái điều mà anh nghĩ là nó phù hợp đấy, nó đúng đấy, chứ nó không có sai hay là có gì phải lăng tăng cả. Cái quan trọng của mình đó là nếu như mà dân trái ngành thì mình phải làm sao. Chắc chắn là cái xuất phát điểm của dân trái ngành và cái dân cùng ngành nó sẽ khác nhau rồi, tụi em đồng ý không? Chẳng hạn như ví dụ như anh thì được cái may mắn là anh cũng background của anh học về marketing, sau đó anh cũng học chuyên sâu về không phải chuyên sâu rồi cũng hơi quá đó, đại loại là anh cũng học thêm về PR, rồi nói chung là mọi thứ là nó sắp đặt là mình đi từ background như thế nào thì mình đi lên như thế. Thì rõ ràng là những cái kiến thức đó là mình được đào tạo ở trường đại học rồi sau đó mình ra đi làm đúng cái nghề đó luôn đó. Thì đã được cái may mắn là mình sẽ học xem mình làm vậy. Nhưng mà đối với những người mà học trái ngành á, thì rõ ràng á, có một cái điều mình phải chấp nhận, đó là mình phải học một cái mới. Và mình làm một cái mới. Mình tưởng tượng là mình đang đi trên con đường thẳng cái mình quẹo qua, mình gặp nhà ba cái mình quẹo qua một cái con đường khác à. Đó, cho nên là mình cũng phải làm quen với nó. Thì hôm nay anh Bóng Đen sẽ tặng cho tụi em 9 cái câu thần chú.
nếu được thì hãy lấy giấy bút ra ghi. À, đó, ghi vào. Thì những cái câu thần chú này anh vẫn đề nghị là nó sẽ rất là hợp lý. Và nếu mà mình làm theo thì những cái bạn nào trái ngành á, thì mình cũng sẽ có đâu đó một số cái góc nhìn và làm một cái kim chỉ nam cho mình nha. Thì anh nói rồi đó, nếu như mà trái ngành nhưng mà mình biết cách thì vẫn có thể gặt được trái ngọt. Ok là giờ vô chính cái câu thần câu chú này nhá. Đầu tiên á là tụi em phải đặt cho mình một cái câu hỏi, đó là mình có thực sự thích cái ngành này không. Trước khi bắt đầu làm một cái gì á, mình phải coi thử là mình thực sự thích nó và mình có thực sự muốn làm nó không đã. Tránh cái trường hợp á là người ta nói đứng núi này thì trông núi nọ. Bởi vì á là nếu như mình không thực sự thích nó thì mình không đi đường dài với nó được đâu. Rồi á, mình đã không thích và mình không muốn làm rồi á, thì mình dùng có trăm phương ngàn kế, mình có làm như thế nào đi nữa thì mình chán cũng chán, mình bỏ là mình bỏ. Rồi cũng đến một ngày á là mình cũng thấy mệt á, mình cũng sẽ quẹo đi một cái ngành khác cho xem. Anh nói thật. Cho nên á, cái việc mà thực sự á mình không có nhiều thời gian cho cái chuyện mà cứ quẹo qua quẹo lại quẹo tới quẹo lui, mình quay lại mình hết mất nửa cuộc đời rồi thì nó rất là phí. Chính vì vậy ok, đồng ý với cái chuyện mình sẽ trải nghiệm nhiều. Thì bên cạnh đó mình cũng nên định hướng, nếu như mà ngay từ đầu mà mình định hướng đúng á thì mình đỡ phải mất cái thời gian loay hoay. Mình cứ một hướng đó mình đi thì mình sẽ có cái sự chuyên sâu hơn. Và sau này á thì mình sẽ đạt được cái thành công á, cái tốc độ mình đạt được thành công nó sẽ sớm hơn, thay vì là mình cứ loay hoay bên này xong loay hoay bên kia thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và chính vì vậy cái câu hỏi, cái câu thần chú đầu tiên mà anh muốn gửi tới tụi em là tụi em nên ghi nhớ đó. Đó là hãy viết xuống là tôi có thích làm cái ngành này không? Tôi có muốn làm cái ngành này không? Nếu thực sự nha, mà mình trả lời được là yeah, tôi rất thích cái ngành này, tôi rất muốn cái ngành này, thì mình sẽ đến với cái câu thần chú thứ hai. Chứ không phải là bập phát là bay vô là làm sao đâu. Đầu tiên mình phải gọi là, người ta hay nói là phải xét cái mai trước đấy, là cái mai xét của mình nó phải ổn áp trước đã, rồi bắt đầu là mình mới đi lâu dài được. Rồi câu thần chú thứ hai này. Hồi trước thì anh hình như anh cũng có một cái số nào đó anh nói về cái bản chất của nỗi sợ đúng không? Vì sao mình sợ đó? Vì mình không biết chắc đó. Rồi gần đây thì anh cũng có thêm một cái góc nhìn nữa về cái việc là bản chất của nỗi sợ nó đến từ đâu á. Vì sao anh nói cái điều này? Bởi vì anh biết được là khi những cái người trái ngành mà họ bước vào một cái ngành hoàn toàn mới và họ không được đào tạo một cách bài bản như những người khác á, thì họ luôn có một cái nỗi sợ nào đó nó vô hình lắm. Một cái nỗi sợ nào đó anh không có cắt nghĩa được, nhưng mà đại loại sẽ thiếu cái tự tin so với những cái người mà họ học cái ngành đó. Tụi em có đồng ý không? Thì chính vì vậy á, không chỉ là những cái nỗi sợ như vậy, hoặc là những cái nỗi sợ như là sợ người yêu bỏ, hay là sợ ngày mai ra đường bị rớt tiền, sợ cái gì, sợ mình gặp cái ông đó mình không biết nói gì, vân vân. Thì theo như người ta nghiên cứu nha, thì bản chất của tất cả những cái nỗi sợ á, nó đến từ một cái điều, đó là họ sợ không làm được. Chỉ vậy thôi. Tụi em thử hình dung xem, ví dụ như á, mình đi gặp một cái người nào đó mà vì sao mình sợ? Bởi vì mình nghĩ là mình sẽ không biết nói gì đâu, hoặc là ôi cái người này họ ghê gớm quá, hoặc là này nọ, thì tự nhiên mình sợ một cách vô hình. Nhưng khi mà mình đã set up trên đầu mình một cái điều, đó là tôi chắc chắn làm được, thì lúc đó một nửa cái nỗi sợ nó sẽ vơi đi. Thì khi mà mình khẳng định một điều như vậy một cách chắc chắn á, thì lúc đó mình mới có một cái sự tự tin, một cái động lực để mình đi tìm cái cách giải quyết. Chứ còn mà ngay từ đầu mà mình cứ sợ hãi là bởi vì mình cứ nghĩ mình không làm được á, thì mình cứ loay hoay hoài. Chính vì vậy cho nên cái câu thần chú thứ hai mà anh nghĩ là tụi em nên viết xuống và nên đọc đi đọc lại nhiều lần, và nên luôn dặn mình sau khi mà mình đã trả lời được cái câu đầu tiên, đó là tôi thích làm và tôi muốn làm rồi, thì cái câu thứ hai đó là tôi chắc chắn làm được. Hãy cứ khẳng định cái điều đó trước đi đã. Rồi khoan, rồi mình mới đi tới cái phương pháp làm như thế nào. Phương pháp nó chỉ là công thức thôi, nó chẳng có khó đâu. Cái điều đó nó không khó đâu, nó chỉ chiếm 10% nhỏ xíu à. Cái quan trọng đó là cái tinh thần của mình, cái đó mới là cái quan trọng nhất theo anh nhé.
Cho nên cái câu thần chú thứ hai đó là tôi chắc chắn làm được. Đó, tụi em cứ khẳng định như vậy đi. Được chưa? Thì khi mà mình đã nghĩ là mình sẽ làm được, bởi vì người ta như anh nói đó, rất là nhiều người anh người chị anh cũng làm được đó thôi. Người ta cũng xuất phát từ trường Bách Khoa, trường Ngân hàng, trường Nông Lâm, rồi làm tiếp viên hàng không, rồi làm gì tùm lum la, rồi cuối cùng quay qua vẫn làm được. Vẫn là có những cái vị trí cao, vẫn làm được đó thôi. Rồi người ta làm được, mình cũng làm được. Đó, tôi chắc chắn làm được nhé. Tiếp theo, cái điều tiếp theo mà cái câu thần chú tiếp theo mà anh muốn gửi tới cho tụi em á, nó cũng liên quan tới về mặt tinh thần. Đó, tức là mình phải chấp nhận một điều như thế này, đó là hãy bắt đầu từ con số 0 nhé. Hãy luôn trên cái tinh thần như vậy. Bởi vì rõ ràng như anh nói, mình đang học một cái ngành A, cái tự nhiên mình qua mình học một cái ngành, mình làm một cái ngành B. Vậy thì muốn làm cái ngành B mình phải học cái ngành B, đúng không? Nhưng mà bây giờ kiến thức của mình trong ngành B đó không có, thì bắt buộc mình phải học. Thì phải xuất phát từ cái gì? Từ con số 0. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái ngành hoàn toàn mới với mình, và mình phải làm quen với nó từ một con số 0. Phải trên cái tâm lý như vậy thì mình mới không bị bỡ ngỡ, mình không có đặt câu hỏi này kia. Bởi vì sẽ có những bạn đang làm một cái ngành rất là bình thường, có thể là các em lên 1-2 năm thì có thể lên senior ở một cái vị trí nào đó, ở một cái công việc nào đó rồi, nhưng mà bây giờ mình bẻ ngang qua. Ví dụ như anh đang nói là, ví dụ tụi em đang làm ngân hàng đi, hoặc làm kế toán đi, tụi em đã làm 1-2 năm rồi, sau đó nói chung là cũng đã lên được một số vị trí, nhưng mà sau đó bây giờ tụi em muốn qua cái ngành này, thì rõ ràng đối với ngành ngân hàng tụi em là rất gì về này nọ, ví dụ vậy. Tụi em có 2 năm kinh nghiệm trong ngành đó, nhưng mà đối với cái ngành này là tụi em là một con số 0. Tụi em chưa trải nghiệm một ngày nào hết, nên chính vì vậy tụi em phải là một con số 0 thôi. Hãy biết mình biết ta. Chính vì vậy cho nên nó cũng đừng bất ngờ khi mà mình vào ở một cái vị trí, có thể anh nói luôn là vị trí intern ấy, là vị trí học việc. Rõ ràng thôi, mình phải đánh đổi thôi, bởi vì mình bước qua một cái môi trường hoàn toàn mới, mình không biết gì cả. Mình đâu có đem những cái kinh nghiệm ở những cái ngành cũ qua bên đây được, đúng không? Chính vậy cho nên hãy xác định rõ một điều là nếu như mình bẻ lái qua một cái ngành hoàn toàn mới như vậy, mình phải chấp nhận một điều, hãy bắt đầu từ con số 0 nhé. Đó là câu thần chú thứ ba, hãy bắt đầu từ con số 0. Mình học từ cái nhỏ nhất, mình chấp nhận mình làm intern, mình chấp nhận mình đi học việc, mình chấp nhận là làm những cái thứ cực kỳ basic, cực kỳ cơ bản thì mới đi được. Chứ còn mà cũng giữ cái tâm lý là vô một phát là muốn là ông này bà kia thì chắc chắn không được rồi nha. Cho nên câu thần chú số 3 đó là hãy bắt đầu từ con số 0 các em nhé. Cái điểm tiếp theo là một cái câu mà anh nghĩ là nhiều người cũng nói rồi, và thực ra mà nói thì anh Bóng Đèn cũng hay nói cái điều này đâu đó rất là nhiều, những cái số podcast anh cũng đã chia sẻ. Đó là một cái câu thần chú mà nó không chỉ đúng với những người trái ngành đâu, nhưng mà nó thường là nó đúng với hầu hết tất cả mọi người đấy. Đó là thái độ hơn trình độ. Dạ. Vì sao vậy? Trình độ thì chưa biết thế nào, bởi vì trình độ thì mình cứ học là mình biết thôi, mình làm nhiều cái riết nó quen thôi. Nhưng cái thái độ là cái thứ sẽ khiến mình là học nhanh hay học chậm, thuận lợi hay không thuận lợi, hanh thông hay là bế tắc, thành công nhanh hay chậm, và được người ta yêu quý hay không, rồi có thuận tiện mọi bề hay không, là nó nằm ở cái thái độ của mình là nhiều nha. Khi mình xác định rõ mình muốn làm, mình làm được, mình xuất phát từ con số 0, thì mình hãy giữ cái thái độ rất là khiêm nhường, là một cái thái độ lắng nghe, cầu thị và học hỏi. Thì khi mình giống như một cái miếng bọt biển á, thì khi những người xung quanh họ nhìn thấy một cái tinh thần luôn muốn học hỏi và luôn muốn phát triển như vậy á, thì hầu như nha, đối với anh, những người, mọi người sinh ra đều là bản chất họ là người tốt. Chỉ vì là cái cuộc đời nó xô đẩy nó khiến họ xấu xấu chút xíu thôi, nhưng mà bản chất của mỗi người họ đều rất là người tốt, và họ luôn muốn giúp đỡ người khác. Kiểu giống như là người ta cũng muốn gieo nghiệp tốt á, để hiểu như nhân nào quả đó, thì nói chung có cơ hội giúp là họ sẽ giúp thôi. Chính vì vậy cho nên á, là khi mà gặp một ai đó mà họ có cái tính cầu thị, có thái độ tốt, thì họ rất là muốn để giúp đỡ. Chính vì thế á, là cái thái độ của mình á, nó sẽ quyết định được là cái tương lai mình đi về đâu. Khi mà mình muốn học, người ta sẽ sẵn sàng dạy. Khi mà mình muốn làm, người ta sẽ sẵn sàng chỉ bảo. Nói chung là
cái thái độ mình tốt á, là mọi thứ tự nhiên nó tốt thôi. Đó, cho nên là hãy nhớ cái câu thần chú thứ tư, đó là thái độ hơn trình độ nha. Cái thái độ đây anh có thể nói cụ thể hơn, ở bên cạnh cái việc là thái độ biết lắng nghe nè, biết mình biết ta nè, khiêm nhường nè, học hỏi nè, chăm chỉ cần cù làm việc nè, luôn cống hiến hết mình nè, chí công vô tư, giúp đỡ mọi người, và thái độ tích cực, luôn nhìn thấy những cái điều tích cực, thì đó là những cái thái độ rất là tốt mà mình cần phải phát huy và làm mạnh nó lên. Chứ thực ra mà anh nói nhiều người nha, tụi em cứ suy nghĩ đi, nhiều người họ học cũng giỏi vậy, trình độ họ rất cao, học sinh giỏi này kia rồi huy chương các kiểu, nhưng mà đôi khi nha, không hẳn là những người như vậy họ lại thực sự thành công và hạnh phúc đâu. Tụi em cứ để ý nè xem nhá. Đôi khi những cái người đôi khi trình độ họ không quá cao đâu, nhưng mà cái thái độ của họ rất là tốt, họ rất là hòa hợp, hòa nhã với mọi người, và họ luôn có cái tinh thần cầu tiến, họ rất là khiêm nhường, thì tự nhiên á nha, họ rất là được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Bởi vì cái xã hội này vận hành nó không phải chỉ có mình, bởi vì mình sống nó cọ sát rất là nhiều người, mình làm việc cũng đụng độ nhiều người nè, đó đúng không? Thì rõ ràng khi mình làm việc với con người á, nói trắng là trắng, đen là đen, nhiều khi nó cũng khó tách bạch, một là một, hai là hai, nó cũng khó phân định. Chính vì vậy cho nên nó cần có một cái sự uyển chuyển như dòng nước vậy. Cho nên cái thái độ tốt nó sẽ khiến mình rất là thuận tiện trong công việc cũng như trong cuộc sống, trong tình cảm vân vân. Đó là anh nói ngoài thêm cái chuyện công việc nha. Thì tụi em hãy nhớ cái thái độ hơn cái trình độ. Thái độ tốt thì sẽ giúp mình đi xa nhá. Trình độ thì có thể học được, không vấn đề gì hết, yên tâm. Câu thần chú số 5, nói tới cái chuyện học thì sẽ dẫn tới câu thần chú số 5, đó là hãy nhớ một cái câu, đó là học vừa làm, vừa làm vừa học. Hay không, anh nói lại này, học vừa làm vừa học. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên mình phải học cái đã. Rõ ràng khi mình xuất phát từ một con số 0, mình không biết cái gì về cái ngành này thì mình phải học thôi, đúng không? Nhưng mà sau đó nha, mình học xong mình phải làm, tức là mình học, mình làm. Rồi sau khi mà mình làm rồi thì mình vừa làm, mình lại vừa học dựa trên những cái thứ mà mình làm, mình rút kinh nghiệm rồi mình học từ nó, rồi mình lại học thêm cái mới. Tụi em có để ý không? Nó là một cái vòng tuần hoàn, và nó liên tục, nó như một cái dòng xuống ốc, nó liên tục, nó mở rộng ra, đúng không? Đầu tiên mình học có kiến thức để mình làm, mình làm để mình áp dụng cái thứ kiến thức mình vào cuộc sống để mình làm, đúng không? Thì khi mà mình làm nó sẽ nảy sinh thêm nhiều cái mà nó nằm ngoài cái lý thuyết luôn. Mình học hỏi từ những cái trải nghiệm thực tế đấy, lại tiếp tục học để mình phát huy và để mình rút kinh nghiệm mà mình tiến bộ hơn trong tương lai. Rồi bên cạnh đó, bên cạnh những cái thứ mình đã học, mình đã làm, thì mình phải học thêm những cái mới, và mình lại tiếp tục làm những cái mới. Đó, nó cứ xoay vòng như thế. Chính vì vậy cho nên cái tinh thần luôn học hỏi, luôn phát triển bản thân là cái điều đó rất là nên. Chính vậy cho nên hãy luôn giữ trong mình một cái tinh thần là luôn học, luôn làm, luôn học, cái liên tục như thế nhá. Vậy thì học như thế nào? Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn đối với những bạn trái ngành, mình nên học như thế nào. Đối với anh thì để làm về ngành truyền thông, tức là về communication, nó là, nếu như mà xét về marketing, nó là chia nhỏ ra thì nó là cái B số 4 á. Ví dụ như là mình có 4B đi, anh nói rất là cơ bản về marketing. Ví dụ như là một là product, đúng không? Hai là price, là giá cả. Ba là place, liên quan tới distribution, phân phối vân vân. Và cái cuối cùng là promotion, liên quan tới xúc tiến, liên quan tới truyền thông á. Thì thường là những agency mà anh đang đề cập tới á, sẽ có rất là nhiều agency nha, nhưng mà đối với agency truyền thông sáng tạo, truyền thông quảng cáo đấy, thì là thường là sẽ hỗ trợ cái phần B số 4 cho client, tức là những cái người bạn marketer á, thì các bạn sẽ làm cái công việc là từ cái việc on đi ra sản phẩm như thế nào nè, research thị trường, nhu cầu của mọi người như thế nào để các bạn ra một cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu đó ha. Rồi các bạn sẽ cũng làm với các phòng ban khác liên quan tới cái việc định giá sản phẩm nè, rồi trade marketing là liên quan tới cái việc phân phối và các điểm bán như thế nào. Thì các em tưởng tượng là ba cái B đó đã quá sức là nhiều cái công việc rồi. Rồi lại thêm cái mảng về communication, về mặt branding, rồi về mặt xúc tiến, rồi ôi chao, rất là nhiều thứ quảng cáo, truyền thông nhiều quá.
thì chính vì vậy cho nên là thứ nhất là nói về cái mặt scope of work nó có quá nhiều, và để vận hành một cái điều lớn như vậy á mà để họ có một team in-house trong nhà thì nó cũng rất là phí đấy. Chính vì vậy cho nên đó là lý do vì sao mà những cái agency về quảng cáo nó ra đời, để nó giúp các client, các bạn marketer làm cái phần này nha. Cho nên anh nói điều đó để cho các em hiểu được một điều á, là dù á mà mình làm một phần ở trong marketing thôi, nhưng mình cũng phải biết được về bản chất của marketing là gì. Bởi vì dù sao mình cũng làm một phần trong đó, mình cần phải biết cái cốt lõi của nó. Chính vì vậy cái điều đầu tiên mà các em cần phải học đó là học về cái cơ bản liên quan tới marketing. Những cái kiến thức nền tảng của marketing là cái thứ rất là cơ bản đấy, là cái gốc ấy. Chứ không nên là mình bay vô một phát là mình học về communication luôn. Thì ok, thì mình học xong mình sẽ làm nhanh, nhưng mà về lâu dài nha, anh vẫn luôn ở trên cái tinh thần là mình hãy đi từ gốc ấy. Mình đi từ cái gốc thì sau này mình đi nó sẽ chắc, nó bền, và nó mình biết được là vì sao mình làm cái điều đó, vì sao mình không nên làm cái điều đó. Mình có một cái lý do để mình giải thích cho cái điều đó một cách tận gốc ngọn ngành. Và một cái điểm đặc biệt đó là vì mình thường làm việc với những client là những bạn marketer, chính vì vậy cho nên á là mình cũng nên hiểu được cái ngôn ngữ của họ, hiểu được những cái khó khăn của họ, hiểu được những cái công việc của họ nữa, thì khi mà mình làm việc thì nó mới trơn tru được. Chứ thay vì là ok mình làm chuyện của mình biết mỗi chuyện của mình thôi, còn cái chuyện của họ kệ họ, thì sẽ không tìm được một cái tiếng nói chung. Nhưng chính như vậy thì sau này lâu dài thì đi cũng không có xa được đâu. Vì vậy cho nên cái điều đầu tiên mà anh nghĩ là tụi em nên học nếu tụi em muốn rẽ ngang sang cái ngành về truyền thông ấy, đó là hãy học cơ bản về marketing nhé. Để học về marketing cơ bản thì tụi em một nếu như em nào mà muốn học thêm văn bằng 2 á, thì có thể học về chuyên ngành marketing ở một trường nào đó, trường kinh tế hay ngoại thương vân vân nhé. Thì cái đó là mình có thể có nhiều thời gian để mình học. Còn nếu như mà em nào mà mình ra trường rồi mình nghĩ là mình muốn vừa học vừa làm đấy, thì mình có thể học những cái khóa ngắn hạn ở trên Brand Việt Nam hoặc là ở M Academy. Thì những cái Brands Việt Nam thì họ sẽ đóng gói những cái chủ đề liên quan tới marketing, liên quan tới branding, liên quan tới creative, liên quan tới copywriting, vân vân vân. Họ sẽ chia thành những cái gói về những cái chủ đề như vậy để họ dạy. Thì có thể mua theo gói cũng được, hoặc là mình đọc sách rồi mình có thể học những cái gói, cái khóa học chuyên sâu là offline ấy, học trực tiếp có thầy rồi có lớp ấy, thì có thể học ở M Academy đấy. Thì anh khuyên là mình nên có kiến thức, thì mình làm gì thì nó cũng có cái căn cơ, cái gốc gác á, thì làm nó sẽ bài bản và nó sẽ đi lâu dài, nó bền vững hơn nha. Đó là học về marketing. Còn về mặt communication, ví dụ như là khi mình vào đó, mình xác định á là mình vào để mình làm cái vai trò của mình là gì. Mình đang muốn hướng tới là ok, trong ngành truyền thống đó rất là rộng, tụi em muốn học chuyên về ví dụ làm account thì có thể học về cái mặt là quản trị dự án này, hoặc là mình học thêm về những cái liên quan tới những cái kỹ năng. Thì ở cái kỹ năng á, thì tí nữa anh sẽ chia sẻ nhiều hơn ở cái câu thần chú số 6 đấy, thì anh sẽ kết nối vào. Thì sẽ có hai dạng kỹ năng, đó là kỹ năng cứng và kỹ năng mềm nha. Và đối với anh, kỹ năng mềm nó chiếm đến 80%. Đối với anh á, trong cái ngành này, kỹ năng mềm nó đôi khi nó chiếm đến 80% cái thành công của một ai đó. Thì đó cũng chính là cái câu thần chú số 6 mà anh muốn chia sẻ với tụi em. Đó là kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng, đôi khi nó chiếm đến 80% thành công của một người. Yeah, để anh phân tích cho tụi em nghe nhé. Kỹ năng cứng á, thì nó bao gồm là những cái kỹ năng mà mình có thể thao tác được. Ví dụ, anh lấy ví dụ nha, kỹ năng ví dụ như kỹ năng mình sử dụng máy tính nè, kỹ năng sử dụng những cái phần mềm, anh lấy ví dụ như là Excel hay là PowerPoint hay là văn phòng, tin học, văn phòng, rồi những cái kỹ năng xử lý trên một số cái phần mềm chuyên dụng, ví dụ như là thiết kế, làm video vân vân. Thì những cái kỹ năng cứng đó mình có thể học được và ai cũng có thể học được. Vậy thì cái điểm mà tạo nên cái sự đột phá của người này so với người kia, khiến cho người này người kia nó khác biệt nhau á, và người này giỏi hơn người kia, nằm ở đâu? Thì theo anh đó là nó nằm ở cái kỹ năng mềm rất là nhiều nha.
nếu như mà để nói những cái công cụ hiện tại để hỗ trợ cho cái công việc của mình á, thì hiện tại AI hay là những cái công cụ mà nó tự động á, nó cũng đã rất là nhiều rồi. Dần dần nó sẽ thay thế cái sức của con người đi. Chính vì vậy á, thì cái kỹ năng cứng á, đôi khi nó cũng không phải là một cái thứ thế mạnh quá, một cái thứ mà nó làm người này khác với người kia quá đâu. Mà cái thứ mà làm cho người này mạnh hơn người kia, nó là một kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm nó có những cái kỹ năng như thế nào? Anh đang nói trong cái môi trường là truyền thông sáng tạo nè, cái ngành mà nó sẽ tiếp xúc với con người nhiều đấy. Chứ còn những cái ngành mà nó về kỹ thuật, hoặc là nó về ví dụ như có máy móc rồi này kia để làm á, thì anh không nói làm gì. Anh chỉ đang nói trên cái bối cảnh là cái ngành mình thôi đấy, thì tiếp xúc với con người liên tục mà, cho nên cái kỹ năng mềm đối với anh thì nó quan trọng hơn đấy. Kỹ năng mềm nó có những cái kỹ năng, ví dụ kỹ năng giao tiếp này, bởi vì là đã đụng tới con người là phải có giao tiếp, phải trao đổi thông tin. Nếu như mà cái kỹ năng mình truyền đạt nó còn không có rồi, cái kỹ năng mà mình nói chuyện với nhau nó còn chả lọt tai thì khó làm việc lắm. Đúng không? Chính vì vậy cho nên là cái kỹ năng giao tiếp là cái kỹ năng quan trọng đầu tiên mà tụi em cần phải học. Học luôn á, chứ không phải để ý vậy đó. Phải học và phải rèn luyện đó, kỹ năng mình giao tiếp, mình nói chuyện với người này như nào, nói chuyện với người kia ra làm sao, làm sao để truyền đạt một cái ý tưởng nào đó của mình một cách gãy gọn, xúc tích và người ta có thể nghe và nắm bắt được. Đó, kỹ năng tiếp theo là cũng liên quan tới giao tiếp nhưng mà nó sẽ cái quy mô hơn, ví dụ như kỹ năng thuyết trình này. Thuyết trình, trình bày một cái vấn đề hay là một cái ý tưởng như đó. Thuyết trình. Rồi kỹ năng xử lý vấn đề, khi gặp một cái vấn đề thì mình phải xử lý như thế nào, xử lý khủng hoảng như thế nào, hoặc là kỹ năng để thương lượng ra làm sao. Rất là nhiều cái kỹ năng mềm mà tí tỷ thứ nó thuộc vào cái sự, đôi khi á, trong cuộc sống giao tiếp bên cạnh cái công việc hàng ngày nó còn liên quan tới cuộc sống nữa, nó nằm ngoài công sở nữa, thì nó còn có một số cái rất là nhỏ, kỹ năng networking hay là những cái kỹ năng nó giao lưu kết nối làm ăn, nếu như bà em làm account hoặc là liên quan tới business dev thì nó sẽ cần những cái kỹ năng đó nữa. Chính vì vậy cho nên là kỹ năng mềm là một cái thứ mà mình cần phải trau dồi, rèn luyện thường xuyên. Đã nói là kỹ năng á, là phải làm nhiều thì nó thành quen. Nó giống như hơi thở mình vậy đấy, chứ không phải là cứ rập khuôn là cứ A, B, là C, D đâu. Và mình phải làm nó giống như là của mình rồi đó. Làm quen tay đi. Ok, đó là cái câu thần chú số 6. Đó là kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng, nó chiếm đến 80% cái sự thành công của ai đó nhá. Cái câu thần chú số 7 đó là hãy kiên trì, vì quả ngọt thì cần thời gian. Hồi trước anh có một cái số nói về trái ngọt thì take time đấy. Nói về cái trái măng cụt ít nhất là 10 năm mới ra trái đấy. Anh mới ăn một rổ măng cụt xong. thì ok, quay lại là anh luôn muốn cho tụi em hiểu một điều á, là đôi khi á, cái người chiến thắng á, đôi khi không phải người mạnh nhất, mà là cái người á, bỏ cuộc cuối cùng. Thế là trên một cái con đường đua nó dài, tụi em cứ tưởng tượng là một cái đoạn đường đua nó dài, 1000 người chạy, đúng không? Cái đích thì nó có sẵn rồi đó, ai cũng biết cái đích nó đến đó rồi đó. Nhưng mà cứ đi tới nửa đường là rụng bớt. Cái cuối cùng còn có một người về đích thì người đó là người chiến thắng. Đôi khi nó là như vậy đó tụi em. Nhiều người họ bỏ cuộc giữa đường vì một vài lý do nào đó, cuối cùng không theo đuổi được, thì cuối cùng nó cũng rất là uổng những cái thành quả mình xây dựng bao lâu nay. Chính vì vậy cho nên anh vẫn luôn nói với các bạn trẻ là nếu như tụi em đã xác định đó là cái nghề, cái nghiệp của mình mà mình gắn bó, mình yêu thích rồi á, thì hãy cứ kiên trì đi. Bởi vì làm cái nghề nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái lúc này lúc kia. Em đi trên đường đôi khi còn gặp vỗ voi ổ gà mà, đúng không? Lâu lâu còn lọt hố, lâu lâu còn này kia, thì công việc thì ở đâu cũng thế. Không có một cái con đường nào nó bằng phẳng hoàn toàn. Bây giờ em làm ngành này, em thấy có vấn đề, em nhảy qua ngành kia, em làm ngành kia được 3 bữa nó cũng có vấn đề, không lẽ em cứ nhảy cái ngành khác, em nhảy hoài, em nhảy tới khi nào thì ngừng, đúng không? Đó, cho nên mình suy nghĩ thấu đáo một tí, thì khi mình đã xác định rõ là cái ngành này mình yêu thích rồi, mình trả lời được những cái câu thần chú, mình đọc những cái câu thần chú như kia xong hết rồi, thì đến cái câu thần chú số 7 là mình phải luôn giữ một cái tinh thần, đó là phải kiên trì. Và mình nên hiểu một điều rằng đó, cái quả ngọt không phải tự động ngày 1, ngày 2 nó tới. Từ tại sao mà cái anh đó đạt được cái điều đó, chị đó đạt được cái điều đó, không phải tự nhiên ngày 1, ngày 2 người ta có, người ta xây dựng đến 10 năm, 20 năm người ta mới được.
người ta mới có trái trái ngọt. Người ta làm ngày làm đêm, người ta cày, người ta cháy với cái công việc của họ và họ không màng cái gì hết, thì họ mới lúc đó thì nó quả ngọt nó đến với họ là một cái điều rất công bằng thôi. À, cho nên là hãy luôn giữ một cái tinh thần đó, hãy kiên trì, nhớ quả ngọt thì cần thời gian nhé. Cái câu thần chú số 8 nè: hãy cứ làm, sai thì sửa, đừng có bỏ cuộc. Vì sao anh tách hai câu này ra riêng chứ không có gom chung? Thực ra nó cũng nói về cái chuyện kiên trì hay là cái chuyện không bỏ cuộc ấy, nhưng mà anh muốn tách ra một cái câu riêng luôn để cho tụi em hiểu một cái điều đó là hãy cứ mạnh dạn mà làm thôi, sai thì mình sửa, ừ, nhưng mà đừng có bỏ cuộc. Đó, đó là một cái ý mà nó rất là rõ ràng để cho mình mạnh mẽ hơn trong cái công việc của mình làm. Bởi vì rõ ràng á là dù người có đào tạo chuyên sâu, chuyên môn hay là như thế nào đi chăng nữa, có giỏi cỡ nào thì cũng phải mắc sai lầm. Điều đó là điều rất bình thường. Huống gì là những người trái ngành từ đầu nhảy vô thì chắc chắn là cái chuyện sai là cái chuyện không thể tránh khỏi. Ai mà cũng sai. Quan trọng là mình học từ đó, xong mình rút kinh nghiệm, lần sau mình đừng sai vậy nữa thì là ok. Và mình cứ liên tục học hỏi đó, liên tục làm, và miễn là mình vẫn luôn giữ vững cái ý chí, mục tiêu và đừng có bỏ cuộc là ok. Rồi, cái câu số 9 là một cái câu nó cực kỳ là anh rất là tâm đắc. Nó là cái câu kết á, nó rất phù hợp với những bạn trái ngành luôn. Tức là cái câu này á, nó là hãy tận dụng tối đa sự giúp đỡ của mọi người. Hãy nhớ điều này. Thứ nhất là đừng có giấu dốt. Mình đừng có ngại là mình cái điều đó không biết, điều kia không biết, mình cứ hỏi đi tụi em. Người ta hay nói đó, không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học đó. Cái câu đó là chính xác đó. Mình là một người mà mình trái ngành mà, có những thứ mình không biết thiệt thì mình cứ nói mình không biết thiệt. Đâu ai trách mình đâu. Anh quay lại cái khúc đầu anh có nói là bản chất của con người họ rất là tốt đẹp mà. Họ rất là tốt đẹp, chính vì vậy cho nên là ai mà cần sự giúp đỡ là họ sẽ giúp đỡ thôi. Không vấn đề gì hết, đừng có ngại. Và đặc biệt á, là mình bắt đầu từ con số 0 cho nên là mình hãy cứ hỏi. Cái gì mà mình nhờ được sự giúp đỡ thì mình cứ nhờ đi. Người ta sẽ giúp thôi, không có sao đâu, đừng có ngại ngùng gì hết. Anh nói cái chuyện mà hãy tận dụng tối đa sự giúp đỡ của mọi người á, đó là như thế này. Ví dụ như mình bước vào một công ty, mình làm một cái vai trò, ví dụ anh nói là làm account đi, thì ví dụ như cái đó nó cần sự giúp đỡ của mấy bạn content thì mình cứ nhờ sự giúp đỡ của các bạn. Nếu các bạn hãy giúp mình làm cái này, nếu như nó nằm ngoài những cái mà mình có thể kiểm soát được hoặc là những cái mình không hiểu được về chuyên ngành chẳng hạn, thì mình hỏi các bạn ơi giải thích cho mình cái này, thực sự mình không biết thật. Thật sự là mình không biết thật, và các bạn là chuyên gia trong cái này, các bạn làm lâu các bạn sẽ biết, thì các bạn chỉ cho mình. Hoặc là cuối tuần mình nói các bạn dành ra 30 phút thôi chỉ cho mình một cái liên quan tới chuyên môn, bởi vì hồi bữa đi gặp khách hàng họ nói vậy, họ nói không hiểu. Thì anh tin là hầu như là các bạn sẽ không bao giờ mà từ chối mình đâu. Ở khi mà có một người mà muốn yêu cầu giúp đỡ rồi nó lại tốt cho công việc của chung á, thì có việc gì đâu phải từ chối, đúng không? Đó, thì mình đừng có ngại tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ mọi người ha. Ok la. Và anh sẽ tóm lại 9 cái câu thần chú dành cho những bạn trái ngành mà muốn nhảy vào cái ngành truyền thông sáng tạo nha. Thứ nhất là hãy nói lên cái câu thần chú, đó là tôi thích làm và tôi muốn làm cái ngành này. 2, đó là tôi chắc chắn là làm được. 3, hãy bắt đầu từ con số 0. Mình phải xác định như vậy ha. 4, thái độ hơn trình độ. 5, học, vừa học vừa làm, vừa làm vừa học. 6, kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng, nó chiếm tới 80% thành công của một người đấy. 7, nó là kiên trì, quả ngọt thì cần thời gian. 8, hãy làm, sai thì mình sửa, nhưng mà đừng có bỏ cuộc. Và cái số 9 đó là hãy tận dụng tối đa sự giúp đỡ của mọi người. Ok, và đây là kết thúc cái số podcast ngày hôm nay. Hy vọng là đâu đó nó sẽ giúp được cái người bạn, người em là một fan của Bóng Đèn đã comment vào cái bài post ở thời gian vừa rồi, và cũng giúp được một số người mà cũng đang trong một cái sự tình cảnh tương tự như vậy. Ok la, cảm ơn tất cả các em rất là nhiều, và chúc các em luôn khỏe mạnh, bình an, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Bye bye.